Mai đã tắm rửa sạch sẽ, chuẩn bị xong. Bây giờ thì Mai sẽ đi qua làm răng nha cô chú anh chị. Đây nè, răng này của Mai nó xúc ra rồi. Nó thì nói chung là răng giả mà cô chú anh chị, răng sứ mà. Thì nó cũng có hạn sử dụng, nói chung là mỗi năm thì mình cũng nên đi thăm khám, kiểm tra một lần. Nói lại coi. Đưa ngồi xe lăn cứ đẩy. Đúng rồi, mày không biết tiếng Anh là mày ngồi xe lăn phải không? Còn Trang nó biết, nó đẩy phải không? Còn này nó sẽ biết đơn nghỉ việc luôn. Ồ, dữ vậy. Ok. Thầy mày làm gì? Trốn việc. Đây tàn tích nè cô chú anh chị. Bây giờ thì nhóm của Mai sẽ tấn công qua cán cà phê thứ hai ở hồ con rùa nha. Quay đầu hả? Ừ. Bình thường phải không? Xe mà nãy Mai hả, nhìn thấy Mai sợ luôn, Mai không có thể nào mà U-turn quay đầu được hết trơn á, sợ quá. Dạ, tao mà đây là tao bỏ xe tao khóc, tao vừa đi vừa khóc. Ê cô chú ơi, tới phố Ông Đồ rồi, bữa nào Mai sẽ tới đem quay cho mọi người xem nha. Đây phố Ông Đồ của nhà văn hóa thanh niên nè. Đó là thấy Mai vàng rạo rực, thấy không khí Tết tới rồi đó. Mày rạo rực chứ có thể mà rạo rực. Trời ơi, rạo nôn mày, tao về đây chỉ ăn Tết thôi mà. Nói kỳ mày. Đó, thấy mấy bạn trẻ mặc áo dài chụp hình nữa. Trời ơi kìa. Nôn không? Nhìn thấy hoa mai. Ủa, ông đồ. Vui quá trời, xin chữ mua này đẹp quá Trang, tao mua chứ tao phải mua, tao mang qua Mỹ chứ. Ừ, dễ thương. Đẹp quá trời, dễ thương quá. Đây là hồ con rùa đây mà tình cơm là không có rùa mà không có con rùa. À, phim đi ly hả? Trời ơi đẹp quá ha, ở đâu cũng bán bao lì xì, nhìn đẹp quá. Nó treo hay nó bán hay là nó trang trí vậy Trang? Treo. Nếu mà đang cái cây thì trang trí, còn mà sắp sắp thì bán. Ừ. Đây nè, làm trang trí thì bán. À, trang trí đẹp quá ha. À, đây nè. Đây, Mai sẽ uống cà phê ở quán Findley. Đây, bạn này nói xuống xe đây cho bạn kêu tài xế đậu luôn giùm cho. À, đây cũng có chỗ đậu xe cũng tiện chứ bộ. Đây có chỗ đậu xe cũng được á chứ hả? Rộng rãi á. Đây quán cà phê dễ thương của chú chị ha. Mai rất là thích những quán cà phê như thế này. Trời ơi. Lâu lắm mới được đi giải ngố nha, nhờ mấy đứa bạn dẫn mình đi giải ngố Sài Gòn. Đứa thì đi chưa được ra một ít uống cà phê vậy nè, từ hồi nhỏ lớn chưa mới ngồi quán đây đầu tiên luôn. Ừ, bây giờ anh nói nhờ ai? Nhờ ai? Nhờ bạn Mai. Nhờ bạn Mai về. Ok. Thương cũng nói là nhờ hồng phước của Mai nó được quán uống quán cà phê. Tội nghiệp quá à. Trời ơi, không phải mấy bạn dẫn mình đi giải ngố hả? Mình làm gì biết cái quán này. Ba về lần đầu tiên mình uống cà phê hai đó. Xong giờ hai đứa đi ăn bún riêu. Đóng cửa mẹ mất quẹo, cấm quẹo cái công an quẹo lần này năm sĩ. À. Hai đứa tôi hết năm sĩ hả? Năm sĩ ê hey, cô chú anh chị ơi, Mai đi lâu quá, bây giờ Mai về mới ngố rừng luôn. Bây giờ ở Sài Gòn toàn là những cái quán cà phê mà tự phục vụ này không cô chú anh chị. Những cái ly, cái cà phê to vậy mà bây giờ họ chỉ, nói chung là mình phải đi vào trong này mình order xong rồi mình Mai quen với cái cách hồi xưa đó, mình muốn có trà đá uống nha, mà bây giờ là không nha. Bây giờ mình toàn là ly nhựa thôi mà mình phải tự vào đây mình order. Không lẽ bây giờ một đám 7-8 đứa là phải vô xếp hàng rồng rắn vô order hả ta? Thấy cũng hơi bất tiện ha. Mai thì Mai không có thích cái cách này cho lắm, nhưng mà thôi thì lỡ vô đây rồi cũng ngồi uống thôi chứ sao vậy. Trời ơi ngộ ghê, bây giờ Mai cũng bị lạc hậu rồi đó. Thì bây giờ là chắc cử đại diện đi lấy menu để order, chứ giờ rồng rắn vô xếp hàng order. Đây bạn Quyền đi vô order rồi, cử đại diện lớp trưởng nên phải là vô order. Đây là thực đơn nè của chính chị, thực đơn cũng chán lắm, nghèo nàn chả có gì nhiều ha. Mai cũng hơi sốc khi cái kiểu tự phục vụ này.
thấy đi một thời gian lâu thấy phong cách thay đổi quá. Đây nhỏ bạn Mai nó xin mày cái kẹp mà mày nói ok tôi cho mày, nhưng mà khi nào tao về tao mới đưa mày. Nó nói không, bây giờ nó đòi giật ra khỏi đầu Mai cho tóc Mai bù xù nó mới chịu nha. Đây cái kẹp như vậy nè cô chú chị, cái nơ á vậy thôi đó mà nó làm vậy đó, nó giật ngược giật xuôi nó giật giọng vậy đó. Nó giờ nó đang móc cọng thun nó đưa nè. Ta má mày có cái gì đẹp hơn không đó, coi coi cái kẹp này nè mà nó xinh nè, thấy không, đâu có nhiêu tiền đâu, rách luôn. Đây order xong là nó cho cái này, sao mà khi nó rung là tự đi lấy. Đây tổng thiệt hại cái quán cà phê này coi 380 ngàn. Đây ăn đồng chia đủ 715 ngàn đó. Giờ tụi Mai đi tìm chỗ khác tại vì hôi thuốc lá quá. Đây qua bên đây ba đứa ngồi đây đó. Đây hôm nay là Mai hỏi tụi nó ăn gì không, nó kêu không, Vũ cà phê xong một chút xíu đi tìm chỗ ăn nữa, nghĩa là đi tới 3 tăng rồi ăn xong rồi đi về đến tối nó kêu uống cà phê tiếp nữa, rồi xong 4 tăng luôn xỉu luôn, đi sáng như sớm. Đây có chính chị tụi nó đi uống cà phê mà nó chia tiền ra xong rồi nó chuyển khoản cho nhau không, nó nói nó là dân business. Xài tiền bạc xài dữ quá không dám xài tiền bạc nữa. Bây giờ phải xài chuyển khoản quá. Bạn lấy tiền rồi, công ty nó chuyển rồi. Nó kêu xài chuyển khoản để lấy tiền công ty chuyển khoản. Biển thủ. Này mới tuyển được em phục vụ mới nha. Em này nhìn cũng được đó nha. Ờ cái món nào của mình vậy? Cái này là một lần năm. Cái này không có để tên gì hết nên thành ra mình không biết là cái loại gì luôn, khó quá. Trời ơi. Ê mời các cô chú uống nước nha. Mày vô không vui mà thôi ráng uống đi, tới nào cũng không vui. Bây giờ khoanh tay lại cảm ơn đi. Cảm ơn bạn Mai Anh. Mỹ hay dưới tay gì đó đã, bữa nay đã sắp xếp cho Khương biết được đi đến nhất ok ở Sài Gòn giáp danh ok, và 10 năm nay cũng chưa có cơ hội uống phim ly ok. giảm quyền khoanh tay lại tiếp. Cảm ơn mấy anh từ Mỹ xa xôi lặn lội mấy vòng trái đất về để tạo điều kiện cho các bạn hợp lớp với nhau. Khoanh tay lại đàng hoàng. Cái hồi là thì phải uống cà phê cốc không, bữa nay uống cái gì vậy, fan đi gì đó, uống nhất gì đó. Nói chung là rất là cảm ơn. Yếu quá. Ok, ghi nhận. Đây, bạn này đã quay trở lại, hình như mới nhậu rồi, nghe mùi bia nồng nặc luôn nè. Xạo thôi, đừng nói nữa. Đây bây giờ là nhóm của Mai là đã ngồi tám đủ rồi, bây giờ đi qua đi ăn tiếp với chú chị ha. Đó, không có tha cho mình đi về. Đây, máy mắm. Ở đây thì cũng gần thôi, cô chú chị Mai sẽ đi qua ăn quán miếng gà ở Nguyễn Du. Quán này nghe nói rất là ngon, thì xin mời các cô chú chị đi theo Mai nha. Không biết ngon tới cỡ nào, Mai thì chỉ nghe từ đó đi rửa phèn cho Mai thôi. Còn Mai thì biết đi theo thôi à. Đi bộ nha. Sao? Ở đây, đi. Đi bộ đi. Đi bộ cho vui đi. Đi bộ đi. Đây, tụi Mai quyết định sẽ đi bộ. Tại vì từ đây xuống dưới nhà thờ Đức Bà thì cũng gần mà không có xa. Lâu lâu được đi bộ một lần ha. Giống sinh viên cũng phải đặt đeo cái ba lô nữa hả? Vì cuộc sống. Đây là quán cà phê Sài Gòn Casa. Quán cũng đẹp ha. Nó thông với nhau mà. Chung chủ phải không? Hàng chi. Wow, đây họ trang trí đẹp không cô chú anh chị? Mai đào bắt đầu nở rộ rồi nè. Mà mai này nở không bao giờ tàn hết. Đây là quán nhậu nhà hàng phố 79 nha. Mai chưa được nhậu ở đây nha.
đó, bên kia đường là phố ông đồ đó cô chú anh chị. Mai sẽ quay sơ sơ cho các chú anh chị xem, đông vui nhộn nhịp. Wow, đông vui quá, phố ông đồ nè. Đẹp quá à. Mai vàng rực rỡ luôn. Hai này giống BD dễ sợ luôn. Mấy đứa bạn mày nó đang nói hai thằng BD ôm nhau đi. Dạ, dạ thấy rồi. Wow, vui quá. Wow. Đẹp quá ha. À, đây là bạn Đồng. Ồ, đây là xe bus 2 tầng nè. À, chúng mình đi đây, chúng mình đi ha. Ờ, à, chúng mình đi xe bus 2 tầng chơi. À, à chúng mình đi xe bus 2 tầng đi. Vậy hả, nó bánh hả? Ồ, đây là phố ông đồ, vui luôn chứ chị. Quá trời vui luôn. Wow, đây mai nữa không, có đứng vậy thấy không? Họ làm mấy cái mai giả nè. Đẹp quá, nhưng mà nhìn giả nhưng mà nhìn cũng rực rỡ lắm, rất là đẹp. Hay ai mà mặc đồ áo dài đi chụp hình nữa, đã lắm luôn á. Tự hào thanh niên thành phố Bắc. Ghê thiệt. Đây cô mặc áo dài đi chụp hình đấy. Đẹp quá. Mấy đứa này bây giờ giống như là quay lại thời sinh viên vậy đó. Bao nhiêu năm già rồi vẫn giống như thời sinh viên hả? Tâm hồn tươi trẻ. Đây đây là công viên cây xanh đúng không? Bên kia là nhà thờ Đức Bà kìa cô chú anh chị. Nhà thờ Đức Bà đang sửa chữa, sửa 3 năm rồi vẫn chưa xong ha. Tại vì cái công trình này nó phải tỉ mỉ, chi tiết lắm. Đây là trung tâm Diamond Plaza. Wow. Đi xe đòi ngã nè cô chú anh chị. Wow, đánh nhau luôn nha, cầm nón bảo hiểm đánh nhau luôn. Đây ở đây có một vụ va chạm giao thông mà gậy nhau, cảnh sát giao thông mới tới xử lý ha. Chứ anh đi xe máy là anh cũng hung hăng dễ sợ luôn, ảnh cầm nón bảo hiểm muốn đánh nhau luôn á. Thôi mày đi trước. Để mấy đứa này nó chờ, nó chửi mày, nó quýnh mày nữa giống như. Đây ở đây họ đang làm mấy cái sân khấu này chuẩn bị cho Tết đó cô chú anh chị. Họ chặn nguyên cái con đường này luôn, không có cho lưu thông xe cộ ha. Bây giờ thì Mai đi bộ. Đây là cái chỗ mà xe AFS. Dạ, đây là nhà thờ Đức Bà nè cô chú anh chị. Công trình nổi tiếng của thành phố Hồ Chí Minh mình ha. Trời ơi, về đi bảo. Đây Mai đã băng qua bên kia đường. Đây cũng là mặt khác của nhà thờ Đức Bà luôn. Bên phía này là bưu điện thành phố Hồ Chí Minh nè. Đường sách thành phố Hồ Chí Minh. Đây là đường sách thành phố Hồ Chí Minh nè cô chú anh chị. Đường sách này là bữa Mai chụp hình Tết á, Mai nhớ cái một năm Mai về đây Mai chụp hình Tết rất là vui ha. À. Ở đây họ bán đồ lưu niệm nữa đúng không? Mấy đồ trang trí Tết. À, đây là bưu điện trung tâm thành phố Hồ Chí Minh. Đây cũng là một cái công trình này kiến trúc cổ mang bề dày lịch sử đó. Đẹp ha. Đây bây giờ tới Nguyễn Du rồi, gần tới Nguyễn Du rồi. Không, clip mới em mới về luôn á, em có đăng rồi luôn. À hả? Đây mặt trước của nhà thờ Đức Bà đây. Buổi tối mấy bạn trẻ tụ tập ở đây cũng đông vui lắm nha. Ở đây là có trà chanh chém gió nè. Giờ hết trà chanh rồi, giờ người ta bán bánh tráng nướng ha. Đây bán bánh tráng nướng này có chứ gì? Món ăn vặt của Sài Gòn mình. Còn đây là cái xe kem ha. Đó, mấy bạn ngồi đây ăn vui quá. Còn đây là xe mực mực nướng.
Khô mực, khô mực, khô mực. Nước trà. Ô, bánh tráng trộn. Này, mày đã tới quán miếng gà nổi tiếng ở đây ha. Quán này ngay đường Nguyễn Du, ngay góc nhà thờ Đức Bà qua ha. Đây là cái địa chỉ đó của chú anh chị. Ngoài 57 Nguyễn Du, không có chi nhánh nào khác. Đây là 57 Nguyễn Du của chú anh chị ha. Mình sẽ ăn lề đường ngồi đây. Ngồi xuống, ngồi xuống thôi. Đây thực đơn là Mai Xuân Cảnh, phố nướng Nguyễn Du. Đây có các món nướng là miếng phở, bún xôi, món xào, bóp, đồ ăn kèm, luộc hành. Đó, Mai để cho tụi nó gọi đi, Mai sẽ không có gọi. Qua cô chú anh chị ơi, đây họ mang muối tiêu với lá chanh ra nè cô chú anh chị. Trong cái muối tiêu này họ có lá chanh rất là thơm ha. Còn đây là cái dưa leo muối. Còn chanh ớt nhìn ngon không? Trời ơi, ngon dễ sợ ngon. Ngon quá là ngon. Bà con ơi. Đây cái chanh này nó thơm mà nó mọng nước cô chú anh chị. Rồi mày hửi nó thơm ha. Mày sẽ dắt miếng chanh vô. Chanh này có hột. Cái chanh nào không có hột không? Dắt thơm quá. Mày ăn cái miếng dưa leo này chấm cho nước muối chanh coi. Ngon quá. Giòn 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 giòn. Đây là tô miếng gà xé nè cô chú chị. Gà người ta xé sẵn nha. Đây là tô miếng đùi lòng của Mai ha. Cái gì mà nó đưa cho tao quá trời đũa vậy? Đây đùi lòng nè cô chú chị, nhìn thấy lòng quá trời lòng không? Đó, thịt nè. Đó, đùi nè, lòng nè. Ngon chưa? Đây là trứng non nè cô chú chị. À, hấp dẫn ha, trứng non mà lòng đào nữa nha, cho miếng còn ấy luôn á. Với là miếng này là ngon nổi tiếng nha. Dừa trường. Dừa trường nữa hả? Ừ. Ngon quá. À, đây, đó cho cục dừa trường đó các bạn ơi. Đây, đây, đây. Trứng không? Trứng luôn đi, cục luôn đi, cục thôi. Bạn ok, đáng kêu bạn Mai. Thôi được rồi bạn Mai, đã đủ rồi. Mời cả nhà ăn nha. Vô. Đây Mai mời các cô chú anh chị ăn miếng chung với Mai nha. Miếng Nguyễn Du nổi tiếng ở Sài Gòn. Hấp dẫn quá. Cái này miếng rất là ít mà thịt thì nhiều. Ủa sao không thấy miếng đâu hết vậy trời? À đây đây đây, miếng đây. Có rau mà. Đây các dũng sĩ chiến đấu rất là nhiệt tình nha cô chú anh chị. Đây một đám là cứ chụm đầu vô ngồi đây ăn ha. Tụi nó là chèo mà chèo không có cần nói một tiếng nào luôn á. Thấy không? Năm tô. Đây tụi mày nói vô đâu giống như thời sinh viên vậy đó. Giống như đang đi ăn hủ tiếu gõ. Đây là lưỡi vịt Sabo của chú anh chị. Lưỡi vịt Sabo là có rau răm với có lưỡi vịt. Nói vô duyên không? Lưỡi vịt Sabo có rau răm với lưỡi vịt. À, lưỡi vịt đó hả? Đây là thơm quá thơm mà tỏi. Đất tóc. Đất thơm, thơm. Thơm. A few moments later. Đây. Bà con ăn sắp hết rồi. Đây bé này nó biểu diễn múa lửa. My god, tội nghiệp không? Mày sẽ ăn thử cái lưỡi vịt này coi sao ha. Còn như của mày ăn hết đấy. Không, chịu không nổi nha, đó. Cái này mà ăn với bánh mì thì ngon lắm cô chú chị ha. Đó. Ồ, lưỡi vịt nó có xương nha cô chú chị. Mai nghĩ là lưỡi không xương mà tự nhiên bây giờ lưỡi nó có xương. Nghĩ là giống như lưỡi người. Sao mà tự nhiên được quá. Xương nữa mới. Tổng gọi lắm ăn đi. Lưỡi không xương chăm đường lắt léo mà tự nhiên giờ nó có xương rồi. Tưởng là cái này. Sao không? Rồi cái này á là cái vịt không có cái miếng thịt nào cô chú chị. Cái lưỡi vịt mà làm có thịt. Nó toàn là xương không à. Nhưng mà nó thơm, cái nước này thì rất là thơm, ăn với bánh mì ngon ha. Lưỡi vịt Sabo. Những món cực khổ. Cái này mà chấm bánh mì thì rất là ngon nhưng mà ăn không thì Mai không biết có gì để ăn tại vì thấy toàn xương không mà cái lưỡi nó không có nhiều thịt hết trơn á. Nhưng mà hồi no lắm rồi. Đây bây giờ quá là no cô chú chị, một tô miếng quá là chất lượng ha. Ngon chứ bộ. Miếng ở đây ngon không nè? Quá là ngon. Ok. Ngon không?
nước miếng hả? Đồ điên. Ngon quá, ngon quá. Ngon quá, ngon quá. Thương ngon không? Hảo. Ngon không mày? Hảo. Ok. Ngon không bạn Nguyên? Ngon. Ok. Ba bể bụng mà thiệt mà ngon thiệt cô chú anh chị. Ôi giời ơi, no quá. Đây vẫn là thời sinh viên nha cô chú anh chị, vẫn là ăn đồng chia đủ. Không đếm lại luôn. Đó. Mấy đứa này đi chơi là cũng vui lắm cô chú anh chị, cứ chia đều thôi, không có đứa nào phải bao đứa nào hết á. Vậy cho nó sòng phẳng ha. Vậy là lỗ 49 ngàn. Lỗ 49 ngàn, đứa nào trả tiền đó lỗ 49 ngàn. Hai bữa ăn ngày hôm nay là 1.090.000. Mỗi đứa là 150 ngàn. Rồi thằng này trả tiền là nó bị lỗ 49 ngàn. Nói lại câu coi. Buồn cuối ruộng luôn vậy mà nó chơi sòng phẳng. Lỗ 49 ngàn. Đây, Mai cũng cảm ơn các cô chú anh chị đã cùng với tụi Mai đi một vòng cái trải nghiệm ngày hôm nay ha. Thì Mai cũng xin kết thúc video của Mai ngày hôm nay tại đây. Tạm biệt cả nhà và xin hẹn gặp lại cả nhà ở những video sau.